Alo, anh nhớ, nhưng mà bây giờ anh đang đi công chuyện với Linh rồi. Mẹ của Linh bỏ đi từ hôm qua tới giờ, anh đang chở Linh về quê tìm. Anh Minh, chỉ vì con nhỏ đó mà anh quăng em qua một bên hả? Em đừng có quan trọng quá vấn đề như vậy. Chỉ là ăn trưa thôi mà, tụi mình còn nhiều dịp. Trầm trọng cái gì mà trầm trọng? Đối với anh thì không sao, nhưng còn em thì sao hả? Chồng của mình đi đi đứa con gái khác rồi bỏ mặt mình, anh có bao giờ anh nghĩ cho em không? Mình chưa có làm đám cưới, anh không muốn lúc nào cũng phải làm theo ý em hết. Anh mệt lắm. Cái gì? Anh dám nói như vậy hả? Đúng rồi, đối với tôi thì anh mệt mỏi, còn đối với con đó thì lúc nào anh cũng cảm thấy hạnh phúc sung sướng đúng không? Bây giờ em mất bình tĩnh rồi, anh không muốn tranh cãi với em. Em chỉ cần biết anh sẽ làm như vậy với bất cứ người bạn nào của anh. Vậy nha. Đi với đứa con gái khác, anh dám coi tôi không ra cái đinh gì hả? Tại sao tôi phải chịu đựng chuyện này? Tôi không bao giờ chấp nhận, không bao giờ chấp nhận anh đúng không? Anh nghĩ chắc là mẹ em tới chỗ nào đó, chưa ghé qua nhà thôi. Mình tiếp tục đi tìm đi em. Trời ơi, dữ hả bay? Lâu lâu mới về ha. Trời ơi, ủa cậu, lâu lâu mới về nghe. Mà tới đó về cái nhìn thấy Linh Hương liền luôn nè. Cái xe hơi ngoài đậu ngoài của cậu phải không? Dạ. Trời ơi, đậu sao mà hả, chắn đường chắn lối, người ta đi ngang nghẹt đường, người ta đi không được, ta chửi quá trời kìa. Coi có lịch sự không, đi về chỗ khác đi chứ. Dạ. Cô ba, mẹ con có về ghé ngang qua đây không cô? Nhỏ này mắc cười quá à. Mẹ nó tự nhiên nó đi hỏi tôi à. Ngộ quá à. Tôi nói mày nghe nè, mẹ của mày ai mà quản được bả? Bả đi đâu ai biết được. Mà tôi nói không chừng nghe giờ này bả đang ngồi xế hộp giống mày vậy đó, rồi đang ôm chai già nào đó trên xe mở máy lạnh phà phà, ai biết được. Nè con đừng có quá đáng nha, con nhỏ này vô duyên mà nói chuyện mắc cười quá à. Nhỏ mà hổn quá à. Cậu thấy không, tôi có nói gì đâu mà nó chửi tôi á. Tôi nói cậu nghe nè, tôi dân quê thiệt tình dữ lắm, mình nghĩ sao bụng là mình nói ra vậy chứ mình biết gì đâu mà quá đáng. Ôi mà công nhận cậu biết không, má nó hay ghê dữ lắm. Cậu bà già rồi nha, chiêu hay lắm. Tôi nói ha, vớt toàn là mấy ông mà dè mà cặp mà nhìn cũng không độ có tiền là được rồi. Cậu nói gì đó Linh. Cái gì vậy Linh, mày mắc cười quá, người quê mà có sao tôi nói vậy thôi. Em bình tĩnh lại đi, người ta nói gì không có quan trọng, quan trọng là em có thấy hổ thẹn với bản thân mình hay không thôi. Những người mà thích chỉ trích người khác thường là những người không làm được gì đâu, họ ghen ghét đố kỵ với thành công của người khác mà thôi. Với những người này em không nên tức giận làm gì. Em, việc quan trọng bây giờ là phải tìm cho được mẹ em đó. Mình đi nha. Vậy là nó chửi ai vậy trời? Ủa, tắc cờ quá. Tôi cũng đi chùa, tôi ăn chay, tôi niệm Phật mà, tôi hiền mà, tôi đâu phải là người xấu đâu. Cái đồ ba trợn. À, nghe Lý. Gì? Có chuyện đó à? Ok, tôi tới liền. Giờ cô hả dạ rồi chứ? Chuyện gì? Nhờ cô bây giờ á, Quỳnh bỏ đi rồi đó, cô vừa lòng chưa? Tôi vừa lòng rồi đó, tôi hả dạ đây đó, biến đi cho khuất mắt tôi. Cô đúng là thứ hồ ly tinh mà, cứ giả bộ ngoe ngoảy đuôi bỏ đi là ngay lập tức có người bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con chạy theo liền. Cô càng ngày càng quá quá. Không phải là do cô gây chuyện trước hay sao? Ai là người gây chuyện trước? Ai là người cướp chồng tôi trước? Ai là người đã làm con trai tôi mất mạng hả? Cái chuyện nó qua lâu lắm rồi. Cái thời đó thì ai cũng bồng bột, cũng nông nổi, làm sao tránh khỏi sai lầm được. Biết vậy á thì biết điều, tránh xa gia đình người ta ra. Một hai sáp sáp vô hoài, rồi tính nói lại tình xưa hả? Giờ cũng muốn nói gì thì nói, tôi không có quan tâm.
Nhưng mà tôi cho cô biết, đừng có tưởng là cứ đem cái chuyện cũ ra mà nói á, thì muốn cái gì cũng được. Sức con người chịu đừng có giới hạn thôi. Còn nữa, có cái chuyện này tôi chưa hỏi cô. Chuyện gì? Cái tin mà Quỳnh bỏ đi nước ngoài lấy chồng là do cô sắp đặt phải không? Con Quỳnh nó đi nước ngoài lấy chồng rồi. Chị nói sao? Quỳnh đi nước ngoài rồi sao? Đi khi nào mà nhanh vậy? Biết nó đi là được rồi. Hỏi gì hỏi nhiều vậy? Chị có cách nào liên lạc với Quỳnh không? Nó ở đây á, chị tổ làm ô nhục dòng họ. Có người rước đi á là phước lắm rồi. Hơi đâu mà tôi quan tâm nó ở đâu. Dù sao Quỳnh cũng là em họ của chị mà. Đã nói là chuyện của nó, tôi không quan tâm. Nó đi lấy chồng thì tôi nói nó đi lấy chồng. Sao anh cứ hỏi hoài vậy? Thôi được rồi, cảm ơn chị. Chào chị. Tôi nói vậy là được rồi phải không? Chị làm tốt lắm. Còn đây là tiền như thỏa thuận. Cảm ơn cô. Không làm vậy á, để mỗi lần tôi hở ra là ông chạy đi tìm kiếm con đó hả? Tôi đâu có thể sống nhẫn nhịn cam chịu như con Quỳnh đó được. Tùng nhất định không nói hả? Nếu chị không nói mục đích của chị, tôi sẽ không nói được. Mà cho dù chị có nói mục đích của chị ra thì chưa có sự đồng ý của Linh, tôi cũng không nói được. Tùng cứ như vậy hoài, con Linh nó sẽ dắt mũi Tùng đi á, Tùng hiểu không? Rồi tới lúc mất nó, Tùng đừng có hối hận nha. Chị nói vậy là ý gì? Anh Minh đang về quê với con Linh. Lý do như vậy đã đủ để Tùng nói quê của con Linh ở đâu chưa? Tôi đã nói rồi, không có sự đồng ý của Linh, tôi không nói được. Chẳng lẽ Tùng không có sợ mất Linh thiệt hả? Chị không tin tưởng anh Minh hả? Tùng tin Linh đến mức như vậy sao? Một người là người yêu, một người là anh trai. Tôi rất tin tưởng họ. Còn chị á, chị không có cái lòng tin mù quáng đến như vậy đâu. Những gì mà chị chưa nắm chắc trong tay á, thì chị chưa chắc là chị có được. Thậm chí những thứ chị nắm chắc trong tay rồi, chị cũng không bao giờ buông lỏng nữa đâu. Tùng cũng nên chắc chắn đi là vừa. Chị đi đó. Quay xe lại về Cần Thơ cho tôi. Cô nói sao? Cô nói là quay xe lại về Cần Thơ cho tôi. Lỡ gì của tôi là anh coi chừng đó. Dạ. Chị không có cái lòng tin mù quáng đến như vậy đâu. Những gì mà chị chưa nắm chắc trong tay á, thì chị chưa chắc là chị có được. Thậm chí những thứ chị nắm chắc trong tay rồi, chị cũng không bao giờ buông lỏng nữa đâu. Tôi cũng nên chắc chắn đi là được. Mời vô. Hai anh. Ủa? Trời đất ơi, tới sao không gọi anh trước? Em muốn dành cho anh bất ngờ mà. Sao? Ừ? Giờ muốn uống gì? Muốn uống thì đã hẹn anh ra quán rồi. Ủa? Đang chờ điện thoại của ai hả? À không. À, em tới đây tìm anh có chuyện gì hả? Nói không mà cái mặt là có đó. Anh làm sao mà qua mặt được em chứ? Chờ điện thoại cô nào phố hôn. Chà, không biết cô nào mà có thể làm cho anh Tùng của em ra nông nỗi này vậy ta. Vậy thôi chủ động gọi cho người ta luôn đi. Anh không biết có nên làm như vậy không. Cái gì?
Tùng mà em biết không gì? Anh Tùng mà em biết á là không bao giờ do dự trước bất cứ cô gái nào hết. Nếu mà anh do dự như vậy á là đánh mất cơ hội đó. Cứ chủ động gọi cho người ta đi. Thôi anh lên đi. Em tin là cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho anh mà. Cảm ơn em. Nhất định anh phải làm cho bằng được. Vì nay con em còn trói được không? Bắt tại tay em thấy được. Ông có chắc là đã tìm tất cả những cái điểm có thể chưa? Hay là tôi với ông á đi tìm thêm lần nữa đi. Tôi lo lắng cũng có thua gì ông đâu. Nhưng mà nếu mà lần này ông mà đi kiếm là không có được, ông sẽ làm cho mọi chuyện nó phức tạp thêm thôi. Biết vậy rồi, nhưng mà dù sao tôi cũng là cái người gây ra chuyện mà. Bởi vậy mới nói ông đừng cứ dính vô. Cứ an tâm, giao cho tôi là được rồi. Lần này mà gia đình ông lỡ có chuyện gì á, Quỳnh cũng có thể trốn biệt tích luôn á. Chỉ muốn xin lỗi cô ấy một lần. Không ngờ cuối cùng là gây thêm rắc rối cho cổ. Giờ cảm thấy có lỗi phải không? Chị cứ động não đi, suy nghĩ thử coi Quỳnh đang ở đâu. Nếu mà tôi kiếm được lần này coi như là ông chuộc lỗi. Dạ. Nhớ thử coi đó, hai người hay hẹn hò khách sạn nào hay là điểm nào đó. Thôi ông ơi, tôi đang rầu mà ông cứ giỡn hoài. Bà cố ơi, bà cố có sống khôn thác thiên thì phù hộ cho con mau chóng kiếm được mẹ con nha bà cố. Sao rồi anh? Anh có hỏi mấy người đi thăm mộ nhưng mà không có ai thấy mẹ em hết. Vậy bây giờ mình phải làm sao anh? Thì đi tìm tiếp chứ sao. Ừ, vậy mình đi. Dạ, anh nói xong. Anh thấy Minh Huy bụi chụp hình hả anh? Dạ được rồi, em cảm ơn anh. Sao vậy? Thằng cha đó lại quỷ bụi chụp hình nữa hả? Thiệt á, mấy người nổi tiếng thiệt là khó chịu mà. Được lắm, bây giờ là ngôi sao thì cứ chạnh chẹ đi ha. Rồi tới lúc hết thời á, không ai thèm ngó tới á, thì á, biết cái cảnh. Mấy đứa ngồi sao đó, ăn sổi ở thì vậy, sớm muộn gì hả cũng sẽ thành sao xẹt cho mà coi. Đu theo thằng cha này biết, chắc tụi mình khùng theo chả luôn á. Trời ơi. Anh cũng nghĩ như vậy đó. Hay là bây giờ mình tìm người nổi tiếng nào đó khác đi anh. Chứ theo ông này biết, em thấy cái đà này không ổn rồi đó. Trời ơi. Em tưởng muốn kiếm là dễ lắm hả? Mình không có quen biết rộng, không có mối quan hệ nhiều nữa, làm giống như muốn là được vậy đó. Thì ý em nói là mục tiêu của mình vậy, để mình phấn đấu. Còn làm được hay không lại là chuyện khác mà. Thôi đi, bây giờ anh Tùng đã giao cho anh nhiệm vụ này rồi, nhất định anh phải theo cho tới cùng.
Được rồi, nếu như vậy thì em cũng sẽ theo tới cùng với anh luôn. Yeah. Trời ơi, có ai đâu mà em sợ bị lá. Em quên. Mà chị Linh không biết sao rồi ta, tìm được mẹ của chị chưa ha? Tội nghiệp ghê á. Chắc là chưa đâu, nếu mà có là Linh gọi điện cho mình liền rồi. Mà không biết cô đi đâu mà mất tiêu à, không có tin tức gì hết. Dạ alo, con nghe mẹ. Hả? Mẹ nói sao? Ngày xưa cũng vì mang thai em mà mẹ em bị mọi người kỳ thị, rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Và cũng vì phải chăm sóc em mà mẹ em mới không thể nào bước thêm bước nữa. Anh, có khi nào em là khắc tinh của mẹ em không? Chắc là mẹ em ghét em lắm đó. Vì em mà mẹ phải chịu bao nhiêu đau khổ cay đắng. Em đừng có suy nghĩ bậy bạ như vậy. Nếu không phải như vậy thì tại sao mẹ lại bỏ em mà đi chứ? Anh, có khi nào em không thể nào gặp lại mẹ em nữa không? Linh, lúc này con với cậu Tùng đó làm sao rồi? Lâu rồi không nghe con kể vậy. Hình như á, con thấy anh không có thích con. Mẹ ơi, con cảm giác á, anh thích con Linh hay sao á. Vậy hả? Dạ. Mà con không thể nào mà ưa được con nhỏ đó hết á mẹ. Sao vậy? Mẹ thấy con Linh nó cũng dễ thương mà. Thì đó, đó là biệt tài của nó mà mẹ. Lúc nào á, nó cũng muốn biến nó thành tâm điểm của người khác á, cho người ta chú ý xong rồi thích nó đó mẹ. Nói vậy sao được? Nếu vậy sao con không thích nó? Thì con là ngoại lệ mà. À mẹ, mà con công nhận mẹ con nhà nó giống nhau ghê luôn á. Lúc nào á cũng muốn làm chuyện để ý á, xong rồi họ cho người ta quan tâm mới hài lòng hay sao á. Ý con là sao? Đó, con mới nghe đồn á là hôm nay bà Quỳnh bà bỏ nhà đi á mẹ. Bây giờ mọi người hả đang lo lắng cuống cuồng lên đi tìm bà á. Trời đất, có chuyện đó nữa. Dạ. À, ngừng ăn chút coi. Lo cái gì, em cứ gặp đi, được thì tới, không được thì thôi. Không, em không có đi gặp mặt đâu, em không thích. Không thích vậy thì bữa đó em trốn đi đâu đi. Không được. Thứ nhất á, đây là bạn má em, làm vậy mất mặt má em chết. Thứ hai nữa, em mà trốn trên này, thế nào má em cũng mò lên kiếm mà. Tới lúc đó còn rắc rối phiền phức hơn nữa. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Má em còn trẻ mà, với em đẹp nữa, thì má em sợ gì mà phải lo cho em dữ vậy? Tại anh không biết đó thôi. Tuổi em giờ này dưới quê là đã hai ba đứa con bồng con bế rồi. Em tới giờ im re chưa rụt rịch gì hết trơn. Má sợ em ế nên mới hối thúc vậy á. Thời buổi này là thời buổi nào rồi mà còn có như vậy nữa hả? Thì má em dưới quê nên mới có cái suy nghĩ kiểu đó. Chả thiệt đó. Anh giúp em nha. Mà bây giờ anh giúp em bằng cách nào đây? Em không biết, nhưng mà anh làm cách nào phá tan nát bét cái buổi gặp mặt đó là được rồi. Em không thích tí nào hết á. Thôi không được đâu, làm sao mà phá được. Lỡ khi mà em biết á, rồi... Không được, em cứ đi gặp đại đi, không sao đâu. Thôi em không có gặp đâu. Em yêu người khác rồi. Em yêu ai vậy? Yêu ai mà anh còn hỏi hả? Sao anh ngốc quá vậy? Anh Minh, làm sao rồi em? Em đã tìm hết tất cả các nơi mà mẹ em hay lui tới rồi mà vẫn không tìm được. Thì em cũng không biết là mẹ em đi đâu nữa. Em nè, em cũng đừng có lo lắng quá. Hay là để sáng ngày mai tụi mình sẽ đi tìm sớm nha. Còn bây giờ thì cũng khuya lắm rồi. Thôi mình đi vô đây lấy phòng nghỉ đi. Đi. Tự nhiên lại vô khách sạn em thấy ngại lắm.
Em ngại cái gì? Ủa, vậy chứ em nói với anh là tụi mình không thể nào mà về nhà bà cố em ngủ được mà. Rồi vậy tối nay ngủ đâu? Không lẽ mình ngủ lề đường hả? Đi đừng có ngại, mình thuê hai phòng mà. Xin lỗi anh chị, hiện giờ bên em chỉ còn có một phòng đơn thôi ạ. Vậy cũng được. Vậy thôi anh. Em, quan trọng là có phòng để cho em nghỉ, chứ còn phần anh thì để anh tính sao. Cảm ơn. Không phải vợ chồng, cũng không phải bồ bịch, nhìn kéo vô khách sạn kỳ cục thiệt. Giữ đôi chân em chung giường yêu hát anh ta gành đá chim bay. Quỳnh, em sao đây? Quỳnh, em có sao không? Anh nghĩ là em nên ngồi xuống để nói chuyện với anh Tâm một lần, để giải tỏa những cái hiểu lầm trong quá khứ. Ngồi đi em. Trời ơi, kỳ ghê vậy. Trời ơi. Em không có chuyện gì để nói với con người này hết. Nhưng mà anh có chuyện gì muốn nói với em. Tôi biết ngay. Thế nào anh cũng lén lút tới đây gặp nó mà. Mấy người tính phá nát hạnh phúc gia đình người khác thì mấy người mới vừa lòng thôi. Chị đừng có hiểu lầm mà. Báo cho mấy người biết, khôn hồn á biến khỏi cái thành phố này đi, và đừng bao giờ chen vào hạnh phúc của gia đình người khác một lần nữa. Chị yên tâm đi, tôi không có ý định xen xí vào chuyện tình cảm gia đình của chị đâu. Im đi, mày dối cả. Thu, anh buông ra để cho tôi nói. Mấy người có biết vì sự xuất hiện của mấy người mà ngày đó tôi mất được một đứa con trai hay không hả? Mấy người có biết hay không hả? Thôi em ngủ ở đây đi, để anh xuống dưới tiếp tân. Anh xin ngủ ở cái ghế sofa ở dưới. Anh định xuống dưới ngủ với cô tiếp tân dưới hả? Bậy nè. Anh là một người rất là đàng hoàng nha. Thiện Minh, một người rất đàng hoàng. Nếu như mà anh đã tự tin mình là một người đàng hoàng như vậy rồi thì em sẽ liều tin anh một lần. Vậy mình cứ ngủ đây đi. Dù gì thì chắc là tối nay em cũng không thể nào ngủ được đâu. Em à, em phải ngủ thì mới có sức khỏe để mà đi tìm mẹ em được chứ. Hiểu không? Nằm xuống giường ngủ đi. Có gì thì lát nữa anh ngủ dưới đất cũng được. Để anh xuống dưới tiếp tân anh mượn cái chiếu. Ngủ đi. Anh Minh. Cảm ơn anh đã đi chung với em ngày hôm nay nha. Có cái gì đâu chứ. Thôi ngủ đi. Anh Minh nè, có phải là đối với ai anh cũng hành động như hôm nay không?
Nằm nghỉ đi, ngày mai mình đi sớm đó. Để anh xuống dưới mượn cái chiếu. Sao đời vẫn mãi trêu đùa ta, để lại mình em đớn đau. Chào em, anh xin tự giới thiệu. Anh là con một trong gia đình. Hiện tại anh đang làm chủ một công ty sản xuất phân bón tặng ở dưới Cần Thơ á. Ba má anh có cho anh nguyên một căn biệt thự sân vườn rất rộng rãi thoải mái ở dưới quê. Em có thể là nuôi heo, nuôi gà, kể cả đẻ nguyên một đàn con ở vẫn đủ. Còn anh đó chỉ lấy vợ về sinh con và cho vợ ở nhà, không có ra ngoài xã hội bon chen chứ cho nó mệt. Bon chen ngoài xã hội nếu mà hiểu theo nghĩa xấu á thì đúng là mệt thiệt, nhưng mà nếu như hiểu theo nghĩa tốt của nó là cùng cạnh tranh với nhau, thi đua với nhau để tốt hơn, giỏi hơn, cũng ý nghĩa lắm chứ. Nhưng mà em nói anh nghe, anh nghĩ sao? Ba má cho em ăn học tới giờ này, bây giờ em chấp nhận cái cảnh lấy chồng, về quê, sinh con cho chồng, nuôi con cho chồng, còn nuôi heo, nuôi gà, nuôi bò nữa, thà chết còn sướng hơn á. Em thà đi ra ngoài bon chen ngoài xã hội, vất vả một tí nhưng mà thú vị và có lợi ích hơn nhiều. Nếu em muốn sống ở Sài Gòn, anh ok luôn. Ở đây anh có nguyên một căn biệt thự bên Phú Mỹ Hưng, có cả hồ bơi nè, sân vườn rất là rộng rãi. Em có thể nuôi chó kiện, thu nhập cũng rất là cao, có thể là hơn các thạc sĩ kia đó. Em thấy anh cũng giàu thiệt á, nhưng mà em không muốn ở trong một cái biệt thự mà luôn luôn có nguy cơ biến thành một cái sở thú như vậy đâu. Em không muốn làm người nuôi thú. Thôi được rồi, nếu mà em không muốn nuôi heo, nuôi gà, nuôi chó, vậy em nuôi chim đi. Nếu mà em nuôi chim, suốt ngày em được chơi với chim và em nghe chim hót véo von, rất là vui. Xin lỗi, em không có thích chơi chim. Bây giờ em có việc bận rồi, em phải về đây. Anh ở lại uống cà phê mình đi, sẵn tiện nếu mà rảnh á, uống luôn ly sinh tố bơ này của em cũng được. Khoan, em ngồi đi. Anh muốn nói chuyện với em mà. Anh đang ở đâu vậy? Anh ra liền. Thôi được rồi, bây giờ nếu mà em không thích nuôi heo, nuôi gà, nuôi chó, nuôi chim thì anh sẽ không cho em nuôi cái gì cả. Anh nuôi em luôn. Còn nếu mà tiền bạc em muốn xài bao nhiêu, anh đều đáp ứng đầy đủ hết. Chỉ cần em nhận lời yêu anh đi nha. Em không thích xài tiền của anh đâu, bỏ em ra đi. Nè, anh chưa. Giữa ban ngày ban mặt á, bà níu kéo kéo con gái người ta vậy sao? Ê, cái thằng kia, mày là ai? Mày dám xây dựng chuyện của tao? Tôi chỉ là người đi đường, thấy bất bình nên nhào vô thôi. Mà khi nãy tôi bước vô tới đây á, nghe anh nói là anh giàu lắm hả? Đúng rồi, nguyên cái xứ này không có ai giàu có bằng tao. Giàu quá ha. Giàu như vậy á thì nên bỏ ra một ít tiền đi học lại cái cách cư xử trong cuộc sống đi, đặc biệt là đối với những người phụ nữ xinh đẹp như vậy nè. Mà mày, mày trời ơi, cái thằng ranh này nhìn mày bề ngoài chỉ có bảnh bao hơn tao thôi, nhưng chưa chắc chất lượng bằng tao đâu. Tuy tao chỉ có một mắt nhưng mà mọi thứ đều hoành tráng hơn mày. Một con mắt của tao nhưng mà tao bằng hai con mắt của mày á. Tối qua em có chợp mắt được chút nào không? Không anh. Em nhớ mẹ em á.
em đừng có suy nghĩ nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Rồi mình sẽ tìm được mẹ của em thôi. Anh nghe điện thoại chị Hà đấy. Anh nghe nè. Anh đang ở đâu vậy? Em đang ở quê con Linh nè. Cái gì? Em xuống dưới này làm chi? Anh nói lẹ đi, anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh để nói chuyện. Có gì thì về thành phố gặp rồi nói. Em đã nói là không mà. Em kỳ thiệt á. Anh, hay là anh chỉ đường cho chị Hà tới đây đi. Alo, làm cái gì mà phải gặp liền vậy? Em muốn gặp anh ngay bây giờ. Thì bây giờ anh đang ở... Thấy chưa? Tôi đoán không sai mà. Đâu có bàn công chuyện gì. Ra bờ sông hẹn hò tình tứ quá. Vừa phải thôi nha. Em nói năng cho cẩn thận một chút đi. Chờ em nên tôi anh đứng đây. Thôi nãy giờ về Sài Gòn rồi. Anh thôi đi. Anh nghĩ tôi tin anh hả? Anh định lừa tôi tới bao giờ nữa hả? Anh không muốn tranh cãi với em. Bây giờ em có chuyện gì? Em nói nhanh đi. Được rồi. Anh nói anh với cái con này không có gì với nhau hết gì. Được. Chứng minh cho tôi thấy là hai người không có gì với nhau hết. Hình như là em đang cố tình kiếm chuyện phải không Hà? Chị Hà, chị đừng có làm khó anh Minh nữa. Tôi và anh Minh thật sự là không có gì gì với nhau hết á. Được rồi. Bây giờ tôi trả anh Minh lại cho chị đó. Muốn làm gì chị làm đi. Nè, cô nói cái gì hả? Cô nói cô trả anh Minh lại cho tôi hả? Vậy có nghĩa là có một ngày nào đó anh Minh đã là của cô rồi đúng không? Giờ hỏi em đi. Có ngày nào tôi là của ảnh hay không? Còn ảnh có là của tôi hay không á, thì tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cho chị đâu. Khốn nạn! Hai người đến giấu giếm lấp liếm cái chuyện này tới bao giờ đấy hả? Không có xong với tôi đâu. Đúng rồi! Sao không bao giờ em chịu tin anh hết vậy? Anh đi chung với Linh là để tìm mẹ của cô ấy. Mắc cái gì mà anh tìm mẹ nó? Làm sao mà tôi tin anh được? Được rồi, bây giờ có mặt ở đây hết nè. Ba mặt một lời đi. Giờ sao? Cô nói là cô với anh không có gì với nhau chứ gì. Cô kêu anh chứng minh đi. Chứng minh là cô với anh không có gì với nhau hết. Như vậy tôi mới tin. Sao? Anh yêu, anh không có chứng minh được hả? Được rồi. Làm sao mà anh chứng minh được? À, tôi giúp anh chứng minh chuyện này. Anh Minh! Anh Minh! Có sao không em? Ráng lên! Ráng lên em! Em xin lỗi mà, đi vô bệnh viện đi anh, nó mà nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm.
bệnh viện đi, để tôi chạy xe ảnh theo. Ừ. Anh cảm ơn nha. Em phải cảm ơn anh mới đúng á. Thiệt sự nếu bữa nay mà không có anh, em không biết làm sao với cái thằng cha đó nữa. Thiệt tình. Kệ đi, thằng cha đó thiệt là hả, không biết người biết ta gì hết á. Vịt mũ mà cứ tưởng là thiên nga, phân loại 3 mà cứ tưởng sô-cô-la loại 1 hả? Ghê vậy. Mà công nhận á, anh chửi ổng câu đó đúng là sốc thiệt. Em hả dạ dễ sợ luôn. Ổng đứng dậy hả, bỏ đi một hơi. Chứ sao, thằng chả cứ tưởng là có tiền là muốn làm cha người ta hả? Anh nói cho em biết, trong tình yêu á không bao giờ mang tiền ra đổi cháp được đâu. Quan trọng á là mình phải hiểu người mình yêu, rồi mình phải đem lại hạnh phúc cho người ta, luôn làm cho người ta vui vẻ nữa. Ảnh đúng là một người đàn ông chân chính, tuy có hơi chút nữ tính nhưng thực chất lại rất là manly. Anh Hai. Anh tới rồi hả? Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Ảnh vừa nhảy xuống sông cứu em, cho nên chân bị mấy cọc nhỏ dưới đâm phải, bây giờ bị nhiễm trùng rồi. Cứu em? Chị vừa lòng vậy chưa? Chị muốn hại tôi, nhưng mà bây giờ không ngờ chính người chị yêu thương lại đang nằm ở đây. Chị vừa lòng chưa? Im đi. Chứ không phải bây giờ cô đang vui vẻ nhảy xuống sông cứu cô, chứng tỏ tình yêu với cô hả? Chị nói cái gì vậy? Tôi không hiểu là chị còn có suy nghĩ của một người bình thường nữa hay không? Chuyện cứu người khi người ta gặp nạn là một chuyện rất là bình thường, và chuyện bất kỳ một người đàn ông chân chính nào có thể làm khi mà gặp trường hợp đó, chứ không phải nhất thiết là tình yêu. Còn chị, chị vì đánh đổi tình yêu của mình mà có thể đẩy người ta vào chỗ chết. Chị quá nhẫn tâm, quá độc ác. Thử hỏi, nếu như mà tôi chết thiệt thì lương tâm của chị có bị cắt đứt hối hận hay không? Và thử hỏi anh Minh, anh có thể có được tình yêu với một người phụ nữ độc ác như chị hay không? Im đi. Cô nói xong chưa hả? Bây giờ cô còn sống á, thì đã sống tốt phần đời còn lại của cô đi. Bản thân cô thì cô tự bảo vệ lấy, chị đừng léo hánh tới anh Minh nữa. Đừng buộc tôi phải ra tay một lần nữa, nghe chưa Linh? Để bảo vệ tình yêu này, tôi có thể làm bất kỳ điều gì. Tôi mặc kệ sau này anh Minh có đối xử với tôi ra sao, tôi cũng chấp nhận hết. Không mượn cô quan tâm, nghe chưa? Chị đúng là mù quáng vì tình yêu của mình. Nhưng có khi chính vì vậy mà chị đánh mất tình yêu thật sự. Chị không nghĩ tới hậu quả những hành vi của mình à? Không cần phải nghĩ. Tôi biết tôi đã mất hết lý trí trong chuyện tình yêu này rồi. Nhưng mà bản thân tôi, cuộc đời của tôi tự biết sắp đặt và quyết định lấy. Các người không cần xen vô, và tốt nhất là bước đi ra khỏi đây. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt nữa, và đừng xen vào cuộc đời của tôi và anh Minh. Có nghe chưa? Thiệt bỏ tay chị. Mình đi. Tôi chỉ ước gì các người biến khỏi cuộc đời của tôi và anh Minh. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy các người nữa. Không biết là tới khi nào anh Minh mới tỉnh lại nữa. Bác sĩ đã nói anh không sao mà.
Chắc chút nữa tỉnh thôi. Mà chị Hà cũng kỳ thiệt, lúc nào cũng kiếm chuyện hết, làm khó anh Minh đủ thứ hết. Không biết là chị yêu ảnh kiểu gì nữa à? Chắc là do chị yêu quá cho nên hóa cuồng vậy thôi. Nhưng mà nghĩ lại, em thấy là em với anh Minh cũng không nên quen biết nhau. Như vậy thì sẽ tốt hơn cho mối quan hệ của hai người. Phải chi lúc anh gặp em ở chợ thị xã, anh tới làm quen với em luôn, thì bây giờ em với anh Minh đâu phải khó xử như vậy. Có nhiều cái người ta không muốn, nhưng mà vẫn phải xảy ra với cuộc đời mình. Rồi cuối cùng lại giải thích là do số phận. Mình cũng phải từng trải qua những việc đó, không thể nào tránh khỏi được. Có khi lúc đó anh tới làm quen với em luôn, thì em lại từ chối, vì em chưa thể nào chấp nhận được mối quan hệ mới. Lúc đó trong đầu em chỉ có một hình bóng tưởng tượng mà em đã theo dệt ngay từ hồi nhỏ thôi. Nít mới lớn biết gì về cuộc đời mà đặt tập tành yêu với đương. Cho nên tất cả những tình yêu bé dại của tất cả mọi người luôn, khi mới lớn lên đều dở mộng không thành và dẫn tới một kết cuộc bất hạnh. Đó là cái giá phải trả cho những tình yêu non nớt thời dài đó, có hiểu không? Nhưng mà em không bao giờ hối hận vì tình yêu đó hết. Đó là kỷ niệm đẹp nhất thời tuổi thơ của em. Gạt bỏ tất cả những suy nghĩ ảo quyền trong đầu óc của em ra, phải trưởng thành lên để đón nhận tình yêu trưởng thành chứ. Ủa, nhưng mà em đâu phải là một người dễ dàng thay đổi tình cảm đâu. Cho nên em vẫn chưa thể nào đón nhận tình cảm mới được. Anh cũng đừng có nôn nóng thúc ép em, chỉ làm cho em sợ rồi em ghét, rồi mình sẽ càng xa nhau thêm nữa thì sao. Thôi mình về trước đây. Để anh đưa em về, rồi tối quay lại coi anh Minh sao. Vậy khi nào mà anh qua thăm anh Minh nữa thì anh rủ em đi chung với nha. Được, nhưng với một điều kiện, sau đó em mới đi cà phê với anh. Lại còn mặc cả nữa hả? Trời, cái này chắc là anh đi chợ đó, mấy bà hàng tôm hàng cá ghét anh lắm rồi chửi anh tùm lum luôn á. Không hề. Mấy bà gặp anh cười tươi như hoa, nhiều khi bán rẻ như cho. Bởi vì ta nói đẹp trai ra đường khổ lắm, gặp mấy bà mấy cô ai cũng mê ai cũng thích hết á. Nhưng mà chỉ có mỗi một cô là tôi chết mê chết mệt, mà suốt ngày cứ chảnh với tôi hoài. Ủa thì còn chảnh được lúc nào thì phải chảnh chứ, lỡ mai mốt thành bà già rụng răng rồi đâu còn cơ hội để mà chảnh với ai được nữa. Thôi đi về. Anh tỉnh rồi hả anh Minh? Anh thấy trong người sao rồi? Hà. Sao anh, em nè. Linh đâu rồi? Anh nói cái gì vậy? Linh đâu? Tại sao lúc nào anh cũng linh hết vậy? Mới mở mắt ra mà đã hỏi Linh rồi. Xem ra sự có mặt của nó còn quan trọng hơn cả em nữa. Em à, ở đây là bệnh viện đấy, em đừng có lớn tiếng như vậy. Làm sao mà em không lớn tiếng cho được? Anh không thấy em quá đáng hay sao? Anh đã hứa với em như thế nào? Anh nói là anh sẽ không qua lại với nó nữa, vậy mà anh nỡ nào? Anh lấy lý do là đi tìm mẹ nó để xuống đó du hí với nó. Anh thử anh đặt trường hợp anh là em coi, anh sẽ xử sự như thế nào? Em nè, anh nghĩ là mình chia tay nhau đi. Anh nói cái gì vậy hả? Mình giải thoát cho nhau đi sẽ tốt hơn cho cả hai đứa em. Anh hai, anh nói gì vậy? Anh Minh, chắc là anh còn mệt lắm phải không? Thôi anh cứ nằm nghỉ thêm đi. Mọi người yên tâm, anh đã khỏe rồi.
anh nghĩ là anh không nên tiếp tục nữa. Lý do là gì? Con này nè đúng không? Tại đó mà anh đòi chia tay với em đúng không anh Minh? Em bình tĩnh đi. Thời gian anh thấy là mình không thể nào hợp với nhau đâu. Sống chung chỉ làm khổ cho nhau thôi. Mình chia tay đi. Anh không thể nào nói như vậy được. Mình đã định ngày đám cưới rồi. Có ngày giờ hẳn hòi. Đâu phải anh muốn thôi là thôi đâu anh Minh. Anh sẽ có cách giải quyết tất cả những chuyện này. Thôi được rồi. Em nghĩ là anh đang mệt. Anh không sáng suốt. Anh đang sáng suốt đó. Coi như em cho anh cơ hội cuối cùng. Bây giờ em sẽ về. Khi nào anh khỏe lại rồi mình nói chuyện sau. Phải anh không về anh hai? Sao anh lại có thể thay đổi cái rập vậy? Rồi anh tính nói chuyện sao với ba? Em chắc chắn là ba sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Nhưng anh không thể nào tiếp tục được em à. Linh, anh nghỉ ngơi thêm đi. Đừng có nói gì nữa. Sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Em ủng hộ chị. Anh hai phải có trách nhiệm với những gì ông ra quyết định. Kệ giữa em và Linh là mối quan hệ gì, chị ghét nó. Sao phải có xuất hiện để xen vào giữa anh Minh và chị? Ghét nó. Chị ghét nó. Chị đừng có trách Linh. Linh không bao giờ muốn xen vào chuyện tình cảm của hai người. Muốn trách thì nên trách anh hai kìa. Chị chỉ muốn nhắc nhở Tùng, em phải biết giữ thật chặt những thứ em thích, nhất là đối với Linh. Em có hiểu không? Yêu chứ đâu phải sở hữu. Em yêu Linh và em tôn trọng tất cả quyết định của Linh. Nhưng chị đừng lo, em sẽ không bao giờ chấp nhận để Linh đến với anh Minh đâu. Em ở lại với anh Minh. Chị về trước nha. Lại cho tôi hả? Vậy có nghĩa là có một ngày nào đó anh Minh đã là của cô rồi đúng không? Giờ hỏi em đi, có ngày nào tôi là của ảnh hay không? Còn ảnh cứ là của tôi hay không á thì tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cho chị đâu. Bốn nạn, người đến giấu giếm lấp liếm tới chuyện này tới bao giờ đây hả? Không có xong với tôi đâu. Đúng rồi, sao không bao giờ em hiểu tính anh hết vậy? Anh đi chung với Linh là để tìm mẹ của cô ấy. Mắc cái gì mà anh tìm mẹ nó? Làm sao mà tôi tin anh được? Được rồi, bây giờ có mặt ở đây hết nè. Ba mặt một lời đi. Giờ sao? Cô nói là cô với anh không có gì với nhau chứ gì? Cô kêu anh chứng minh đi. Chứng minh là cô với anh không có gì với nhau hết. Như vậy tôi mới tin.
sao? Anh yêu, anh không có chứng minh được hả? Được rồi, làm sao mà anh chứng minh được? Anh cứ có chuyện này,